Theo hấp dẫn, shopanhy.com đang diễn ra chương trình khuyến mại đặc biệt với rất nhiều ưu đãi như khuyến mại 50% giá trị thẻ cào, tăng tỷ lệ trúng thưởng ở các mini game. Chỉ với 20.000 bạn có thể trúng đến 9.999 kim cương. Đăng ký tài khoản hoặc nạp thành công thẻ từ 30.000 nhận ngay lì xì miễn phí với cơ hội trúng 10.000 kim cương. Truy cập ngay shopanhy.com để dinh thật nhiều kim cương nhá. Hôm qua gặp hai ông bạn kia buồn cười quá. Em ngủ mà còn mơ thấy luôn ấy. Cười người hôm trước không sao người cười đấy. Cẩn thận sau này thích ai không thích lại thích đúng con trai. Bậy nha, em chỉ thích mỗi chị thôi. Giờ thì cậu nói thế, ai biết được mấy hôm sau lại đổi ý thì sao? Thế chị dám cược với em không? Cược cái gì cơ? Cược trong thời gian chị quy định. Em mà vẫn thích chị thì chị phải làm người yêu em. Còn nếu ngược lại thì em bỏ cuộc. Sao chị nghe có sai sai nhở? Em thắng thì chị phải yêu em. Em thua thì em không mất gì á. Khôn như thế quay chị đẩy. Thì nếu em thua, chị muốn sao cũng được. Nếu mà em thua, thì em phải... Phải làm gì? Thì em phải tránh xa chị ra, có được không? Thôi chị thích sao cũng được, đằng nào em chẳng thắng. Ê ôi, để xem trụ được bao lâu. Chị nổ cái thời gian luôn đi. Thế thì tầm 1 tháng nhá. Nhất trí luôn, thế nhưng mà ngày nào chị cũng phải chơi game với em nhá. Chơi cùng thì đơn giản thôi. 12 seconds later. Chị ơi, chơi game không? Chơi chứ, chờ chị một chút. Chị ơi, game. Chơi, chờ chút nha. Chị ơi. Chơi, chờ chút. Chị ơi. Chơi. À mà chờ đã, chị không nhớ hôm nay là ngày gì ạ? Ngày gì vậy? Sinh nhật em à? Đâu, sinh nhật em là tháng sau mà. Hay là sinh nhật chị? Ủa mà cũng không đúng luôn. Tròn 1 tháng từ hôm mình cá cược rồi còn gì. Ủa, nhanh vậy sao? Trong 1 tháng nay, ngoài chơi game với chị thì em chẳng chơi game với ai cả. Chị cũng thấy mà. Hết thời gian rồi. Và em khẳng định tình cảm của em với chị chỉ có hơn, không có kém đi tí nào. Như vậy thì dù theo cá cược hay là theo phương diện thử thách thì em đều vượt qua rồi đúng không? Thì cũng có thể coi là như vậy. Thế nên bây giờ chị có thể đồng ý làm người yêu em rồi chứ? Chị nói gì đi? Thật ra Minh này, tình cảm thì không thể ép buộc được đâu. Thế nên có những cái chị không chắc chắn. Chị nghĩ là chị với em chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè thôi. Chị chơi với em khá là hợp. Và chị không muốn phá vỡ cái tình bạn đẹp này. Ý chị là sao? Chị không giữ lời hứa à? Chị chỉ nghĩ là làm như vậy để giúp em nhận ra là chị với em không hợp yêu đương thôi. Chị không nghĩ là em vẫn còn thích chị. Chị không muốn bị ép buộc về mặt tình cảm như thế. Sau bao nhiêu ngày như thế thì chị vẫn không thích em. Em có thể hỏi lý do được không? Thật ra là chị cũng không biết lý do là gì ấy. Vẫn là do em nhỏ tuổi hơn sao? Nhưng về tính cách chị cũng trẻ con mà. Chị làm đúng với em, chị vui vẻ với em. Em nghĩ hóa ra là chỉ có mình em tự ra tình thôi à? Này Minh, từ từ nghe chị nói. Ơ, thắt em luôn rồi. Không biết mình còn nói cái gì quá đáng không nhở? Sau cái lần đó thì mình không ngon nữa. Mày không biết có bị sao không? Ngày cuối cùng mình nói chuyện với Minh cũng được hơn tuần rồi. À Minh từ hôm đấy đến hôm nay được hôm sáng. Mình muốn gặp để nói chuyện lại nhưng không biết cách liên lạc. Không biết nó có làm cái gì ngu ngốc không mà không on game mình lo quá. Người đẹp sao lại đứng một mình thế? Bạch mã hoàng tử đâu? Người đẹp này đến quái vật còn chẳng có nữa là bạch mã hoàng tử. Hi hi, mày mà cũng đòi làm người đẹp và quái vật cơ à? Không biết tự soi gương kiểm điểm lại bản thân đi. Tao đang buồn đến Linh ạ. Công chúa của tôi có chuyện gì buồn thế, kể tôi nghe được không? Mày nhớ Minh không? Cái số mày ghép đôi cho tao ấy. Nhớ rồi. Sao? Thích em ấy à? Cần ghép đôi lại đúng không? Thích cái đầu mày. Tao có từ chối tình cảm của em nó. Bây giờ nó off game cả tuần nay rồi. Nhớ người ta à? Sau lúc người ta theo đuổi thì cánh cao lắm cơ. Bây giờ mới hối hận. Cái loại già mà còn làm giá. Mày làm giá để làm gì? Để mang đi xào lòng gà? Đâu có. Ta chỉ muốn biết là nó có chuyện gì xảy ra không thôi. Lại còn chối, thế có phải bình thường mày chơi game với nó rất vui vẻ, tự nhiên không chơi nữa nên mày khó chịu không? Đúng, sao mày biết? Nhắn tin với nhau hàng ngày, giờ người ta không trả lời tin nhắn nữa nên mày thấy bức bối ngứa tay. Ừ, cũng đúng luôn. Đang có người chọc cho mày cười hàng ngày, bây giờ lại quay lại quỹ đạo vốn có. Mày thấy cuộc sống nhạt thích, làm cái gì cũng mất tập trung. Đúng rồi. Mày vào trang cá nhân của người ta liên tục, cứ vài phút lại vào một lần. Đọc hết tất cả mọi thứ, không thấy viết gì mới lại thấy trống trải không vui. Đúng rồi đây. Thế mày nghĩ mày bị làm sao? Chắc chắn đây là cảm giác tội lỗi. Tao sợ mình làm cái gì ngốc nghếch vì bị tao từ chối tình cảm ý. Sai rồi, đây là mày mắc bệnh mãn tính đấy. Cái gì mà đến nỗi thế mày trêu tao à? Bệnh này tao gặp ở nhiều người rồi. Tên là có không giữ, mất luôn. Tiếc ghê đừng tìm. Lại trêu tao cái con này. Thôi không đùa nữa, tất cả các triệu chứng của mày đều trùng khớp với việc mày thích Minh rồi. Do mày không...
Alo, check em thôi. Có người quen mất cách gọi người lớn tuổi hơn rồi đấy. Hả? Gọi chị nhanh. Cái gì cơ? Alo, alo. Mà anh nhanh kèm quá, anh không nghe thấy em nói gì cả. Tôi bảo cậu gọi tôi là chị như cũ đi. Ơ kiếp, mạng nghẽn ghê đâu má, con cá mập chết tiệt này lại cắn cáp mình rồi. Đồ cá trớn. Hả? Em nói gì? Bực rồi đấy nha, không nghe nữa là thắt ghen đấy. Thì tại em thích nghe chị gọi em là anh mà. Không thích. Sao vậy? Gọi đi, gọi một lần cho người ta vui đi. Không, ngượng mồm. Chị có thấy ai yêu nhau mà vẫn bắt người yêu gọi là chị không? Không có thì mình làm thế lại càng đặc biệt chứ sao. Thôi em nhường chị đấy, ai bảo em yêu chị cơ. Chị yêu anh. Hả? Cái gì? Em không nghe rõ. Không nghe rõ thì thôi, cái gì đặc biệt chỉ nói một lần thôi. Nói lại để em nghe đi mà Hi, nói lại lần nữa đi. Không, không nghe được thì mất quyền lợi ơ. Ghét ghê đó, đồ xấu xa. Cái gì? Em mà em ghét ai cơ? Ai xấu xa cơ? Em tự ghét em tự thấy em xấu xa. Thế còn được. Nhược nào cũng nói hơn tuổi mình thế mà toàn bắt mình nhiều, lại còn không chịu gọi mình là anh thế mới chẳng. Lầm bầm cái gì đấy? Không có gì, em đang bảo là chờ hôm nay đẹp game ạ. 12 seconds later. Ủa sao chị lại quên tắt game ngẫu nhiên rồi kìa? Ủa, cậu bạn lần trước tán đúng con trai làm người yêu nè. Vậy hai bạn ở đây thì làm chứng cho tôi luôn nhá. Được, được, khỏi đi, khỏi đi, khỏi đi. Này cô bé, dù mới gặp lần đầu, nhưng em có thể làm người yêu anh được không? Anh đồng ý. Ủa? Ủa? Má ơi, là con trai hả? Ờ, lại gặp đôi bạn trẻ à? Chia tay chưa đây? Quỷ phui cái mồm của ông đi, nó ăn độc mồm, độc miệng. Thế từ hôm ý tán được em nào chưa? Hay vẫn ế thế ông bạn? Chuyện xui xủi, đâu ai muốn bay hề. Đừng nhắc lại lứa, con gái con lứa chả có tí duyên. Ai nói ai không có duyên đây? Đùa thôi Minh, chị không sao. Ông bạn này tính nóng như kem, động tí vô người yêu đã dãy lại lên rồi. Người có người yêu hay thế, chứ người không có người yêu thì làm sao hiểu được. Ế bây giờ là xu thế đây biết không? Giờ độc thân cho gái nó thèm, chứ yêu đương làm gì cho nó mệt ra. Sao mà mệt? Ủa không biết hả? Tháng 1, tháng 2 Tết âm Tết dương phải mua quà tặng cho người yêu. 8 tháng 3 quốc tế phụ nữ lại quà. 1 tháng 4 quốc tế tỏ tình. 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cũng phải đưa người yêu đi chơi. 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi, rằm tháng 7 rồi trung thu. 2 tháng 9, 20 tháng 10 rồi sang sinh quanh năm, có thoát được ngày tháng nào đâu. May ra được tháng 11 thì đúng sinh nhật người yêu chẳng hạn. Vậy một năm 12 tháng, tháng nào cũng quà, con trai tụi tôi chết đói à. Em có sợ vậy không Minh? Giờ suy nghĩ lại còn kịp đấy. Ông bạn kia nghĩ thấy cũng hợp lý nhỉ. Không có người yêu lại tìm cớ đấy chị ơi. Chứ có muốn cũng chẳng có ai để tặng quà đấy. Chứ em thì ngày nào em cũng muốn tặng quà cho chị. Tặng cả trái tim em này. Ôi bớt xén đi mấy bạn ơi, mắc ói lắm. Nói chung bây giờ chủ nghĩa độc thân lên ngôi, không có người yêu là chân lý cuộc đời. Bớt tốn kem. Ê, có cô em kia trông có vẻ xinh xắn kìa. Thôi đi, lừa hết con trai đấy. Chứ con gái nó lại đi chơi game một mình. Mẹ ơi, có mic lên được không? Dạ em nghe. Ờ, giọng dễ thương đấy. Tôi tìm được định mệnh của cuộc đời rồi các bạn ơi. Sao lại kêu chủ nghĩa độc thân? Sao nay ông kêu sợ yêu tốn kém à? Bốc phét cho nó sằng mồm ấy mà. Chứ muốn có người yêu lắm rồi. Thôi tạm biệt hai bạn, tôi đi đến chỗ người yêu tôi đây. Chúc hai bạn hạnh phúc nhá. Chậm chậm thôi ông ơi, coi chừng té đó. Ông này thay lòng đổi dạ nhanh thật đấy. Mới hôm nọ thích anh này, hôm nay đã thích em khác rồi. Con trai đúng là. Này 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 này, bậy nha. Đừng có vơ đũa cả nắm. Coi chừng đến kiếp sau em ăn xe thẹo chị luôn đấy. Vì em chỉ yêu mãi chị thôi.